chân thần, là thổ bốn thần long ngũ sắc sinh ra. Ông rút những cái gì ở trong cơ thể rút ra hết. Ai rút ra? Mà nữa. Lót lót nước chơi chạy. Cái đó là châu xương quan bình. Nhiều ha. Đi cũng được, tạm tạm thôi chứ không chưa đủ. Ngồi sao rồi, trung bình sao rồi. Vậy là về đàn cá lăng ha, về mang cái mẫu đó ha. Hai cái sầu gối chuẩn bị về đến đó là đến cuối rồi đó.
đàn quá đàn vậy. Ở đây như là chư vị Nam Ông là để xã cho các huynh đệ ở đây đi nha. Là mấy huynh đệ ở đây xã ra ăn cái ấy. Tức là trong Nam Ông mà thờ là ông Quốc Quốc Thánh là đứng đầu nè. Yeah. Rồi cái đó là Châu Sương Quang Bình. Yeah. Quang Châu Sương Quang Bình. Nó có mấy gì này lạ lạ nè. Họ tên gì ông nguyện cho con xả cái đau cái bệnh. Có người thì nói vị này là vị Mã Siêu. Mã Siêu. Mã Siêu. Mấy vị này nằm trong cái Tam Quốc. Vậy là mới có 4 ông không? 5 ông rồi. Có ông Triệu Tư Long nữa. Triệu Long có đây. Triệu Tư Long mà sao không thấy đây nè. Tức là không thấy ông Triệu Tư Long. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con cũng bữa nay là mùng 10 tháng 11 con muốn trình lên cái vị Nam Ông những công chính thật, chính của công đương Phật quá, con công quan thánh để quân Châu Xuân Quang Bình rồi chính xá Đại Càn quốc gia Nam Hải và ông đại thần Nguyễn Trung Trực và tứ đại thiên vương và ngũ hổ sơn thần bạch thổ thần long ngũ sắc xin nhờ ông về đây phút quát cái cao cái bệnh ở trong người ra nguyện vô rồi uống làm lên làm lên. Góc độ nào trở về góc độ nấy hết. Anh cho thẻ phấn con. À, uống này cái hả? Ừ. Cái đó uống nó mới bệnh nó mới đi ra ngoài. Luôn làm hết luôn, làm hết luôn. Hả? Rượu, rượu rồi. Chụp con cái điểm. Lục lĩnh. Một giò sát xuống, nữa. Một giò sát xuống. Rồi. Mã Siêu thì không có nằm trong Nam Mông. Ông lại đây thả cho ông khỏe nè. Rồi không có thôi nha. Tôi không uống mấy rượu nè. Hai chồng bây giờ chia đi nè, chồng uống trước rồi giờ tới vợ. Ừ, uống đi. Phải rồi con đó. Viên tới xã đến sau đó. Con nói nãy ông ngồi ông dòm nữa hoài. Ông cầm cái đau đâu không? Con này nè. Ông cầm cái ấm hả? Cái đau á. Cái đau hả? Con đau lộn. Chưa. Là giấy họ tên mình tự giấy đi. Xả cho con cái đau cái bệnh. Giai đoạn gia đình con bình an. Về trên này con gửi cho ông cái đau cái bệnh rồi về quê. Rồi mới mốt con mời dỗ con có tiền. Con lên biến ông nữa. Rồi phần căn về trong linh tự. Thì cứ ra để làm việc đâu trước. Cần ra thì nó ra trước rồi. Xây dò thẳng này. Mở giới luôn. Cầu nha. Đứng ngay trước mà. Rồi chắp tay ngực. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con cũng xin trình lên chư vị Nam Ông ngũ công dung Phật quan công quan thánh đế quân Châu Xương Quang Bình và chính xá Đại Càn quốc gia Nam Hải ông đại thần Nguyễn Trung Trực và tứ đại thiên vương ủ dân thân bạch thổ bốn thần long ngũ sắc xin nhờ ông gút những cái gì ở trong cơ thể gút ra hết cái đau cái bệnh ông đổ chấn xác này có phần căn thì ra uống vô góc độ nào trở gì góc độ nấy nghe. Có
coi gì ở trong á, rút ra hết. Nào ấy, chém. Chém nó sợ không không dạ. Có công thưởng có tội tình chứ. Để trốn hoài hả? Đấy. Còn mua mũi nữa. Rồi tự niệm, tự nguyện. Không, anh gót nước nè, gót nước nữa, gót trên túng á. Gót thêm miếng nữa đấy. Đưa đi chút. Cho vô miếng này đi, chứ sao tại cái số của mũi rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Trưa hôm nay là ngày 19 tháng 11 năm Tân Sửu 2021. Con cũng xin trình lên chư vị Nam Mông, Ngũ Công Dung Phật Quang Công Quang Thánh, Đế Quân Trần Xương Quang Bình và Chánh Thái Đại Càng, Quốc gia Nam Hải ông Đại Thần Nguyễn Trung Trực, Tứ Đại Thiên Vương Ngũ Hổ Bạch Thổ Sơn Thần và bốn thần ông ngũ sắc. Con cũng về đây rút những cái gì ở trong cơ thể rút ra hết để cho linh căn và châu linh tự tặng lên cha vua Gia Long để ra làm lễ. Giờ con cũng trình lên ông cố bên nhà hội hội trận này, ông cũng về cả năm cũng độ cho con. Ông đi theo hôm nay thì ông cũng xây cho con cháu ông để ra làm lễ cha với mẹ nhận lệnh rồi chứ. Thật đúng không? Ừ. Lần sau ngu thiệt luôn. Đưa mấy ổng hay là ổng hổ. Thôi tự ông nha, ông rút ra nha. Góc độ nào chở gì góc độ mấy nha. Cho con ông khỏe bắn nha. Cho cái gì liệt luôn đi. Mọc sát xuống. Ông bút ra. Anh nữa. Kính thưa quý vị, thì vừa rồi quý vị cũng như là khán giả đang xem một đoạn video, thì mỗi lần về núi Cấm thì Lê Thanh qua những cái điện gọi là tâm linh đó. Đó là điện Nam Ông ở sau lưng Phật Di Lạc. Thì Lê Thanh cũng có quay lại những đoạn video những anh chị ở phương xa về đây ra căn trình lễ để cho cơ thể khỏe hơn khi về nhà. Đó, thì Lê Thanh cũng gửi đến khán giả gần xa một đoạn video này. Thì kính chúc quý khán giả được nhiều sức khỏe, bình an và may mắn. Thì Lê Thanh cũng hẹn khán giả những video tiếp theo nha. Xin chào ạ. Hãy bấm like, bấm đăng ký, bấm chuông để được theo dõi những video tiếp theo. Lê Thanh xin chào và hẹn tất cả các bạn một video tiếp theo.